Lisa, Blackpink đứng trước nguy cơ bị phạt 343 triệu, thậm chí đi tù vì hành động này. Theo pháp luật và bạn đọc, mới đây, tên của em út Blackpink bất ngờ bị réo gọi trong cuộc điều tra của nhà chức trách Thái Lan về hành vi lan truyền hình ảnh quảng cáo rượu trên mạng. Theo đó, vào ngày 17 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Bộ Y tế Thái Lan đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm soát Rượu OACC điều tra những người phát tán hình ảnh, video quảng cáo rượu của Lisa trên mạng xã hội. Gần đây, Lisa đã trở thành gương mặt đại diện của một thương hiệu rượu toàn cầu, khiến các fan không ngừng chia sẻ hình ảnh nữ idol. Luật pháp Thái Lan cấm mọi hình thức quảng cáo rượu, chính vì vậy hành động đăng ảnh Lisa cầm chai rượu của nhiều fan là vi phạm pháp luật. Từ nay, xin Thái Lan đưa tin thêm rằng OACC đang xem xét liệu quảng cáo rượu của Lisa có vi phạm những quy định liên quan hay không. Luật pháp Thái Lan nghiêm cấm quảng cáo rượu cũng như lôi kéo người khác uống rượu. Người vi phạm hai quy định này có thể bị phạt 500.000 baht, 343 triệu đồng, nhận mức án tù giam 1 năm hoặc cả hai. Vào năm 2020, khi netizen lo ngại rằng có thể bị xử phạt khi đăng ảnh rượu lên mạng xã hội, nhà chức trách đã giải thích rằng quy định này áp dụng cho người nổi tiếng và người của công chúng, không phải người bình thường. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Lisa sẽ bị xử phạt, cô là người nổi tiếng và mang quốc tịch Thái Lan. Tuy nhiên, Kachonsak Kelcharat, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết quảng cáo của Lisa có thể không vi phạm quy định của các quốc gia khác, bởi không phải quốc gia nào cũng cấm quảng cáo rượu. Miễn là quảng cáo không phát hành tại Thái Lan thì em út Blackpink sẽ không bị xử phạt. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.